Chào mừng quý khách đến với Lộc Vườn Resort, nơi hòa mình vào thiên nhiên xanh mát và khung cảnh tuyệt vời. Rời xa không khí xô bồ của thành phố, Lộc Vườn Resort được du khách lựa chọn ghé thăm nhiều lần bởi nơi đây không khí yên bình đầy nhựa sống. Với vị trí đắc địa nằm tại làng nghề Mai Trắng, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Lộc Vườn Resort hưởng trọn bầu không khí trong lành và vẻ đẹp thiên nhiên hùng vĩ của vùng núi Tản Ba Vì. Với tổng diện tích lên đến 7.500 m², Lộc Vườn không chỉ là địa điểm nghỉ dưỡng mà còn là cửa dẫn đến những kỳ quan tự nhiên, lịch sử, nơi lưu dấu ấn truyền thuyết về cuộc đại chiến giữa Sơn Tinh, Thủy Tinh. Ấn tượng đầu tiên khi du khách đến với Lộc Vườn Resort là khung cảnh thiên nhiên hài hòa với cây xanh, các kiến trúc thiết kế và hệ thống ao, hồ cá koi tạo nên bức tranh hài hòa và quyến rũ. Bước vào Lộc Vườn Resort, bạn sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự sang trọng và ấm cúng. Đội ngũ lễ tân chuyên nghiệp của Lộc Vườn không chỉ giúp bạn làm thủ tục một cách nhanh chóng mà còn là người đồng hành chu đáo để bạn và người thân có một kỳ nghỉ ngơi thật ý nghĩa. Thoải mái và riêng tư trong những phòng ốc sang trọng, thiết kế tinh tế, mỗi căn phòng đều được Lộc Vườn Resort kỳ công thiết kế từ phòng giường đơn tới phòng giường đôi, với chăn ga gối đẹp đều đạt tiêu chuẩn 4 sao, đầy đủ mọi trang thiết bị thiết yếu cho nhu cầu của khách đến nghỉ dưỡng. Tại đây, Lộc Vườn Resort còn phục vụ những món ăn địa phương ngon miệng với thực đơn vô cùng phong phú. Lộc Vườn Resort cũng thiết kế thêm khu bếp nấu riêng và bếp nướng ngoài trời để du khách có thể thoải mái chọn lựa, tự sáng tạo nên những buổi party dành riêng cho mình. Trải nghiệm tinh tế với phòng sông hơi và bể sụp tại resort, nơi bạn có thể giải tỏa mệt mỏi và thư giãn sau một ngày vui chơi và tham quan. Còn gì tuyệt vời hơn khi được hít hà bầu không khí thanh khiết cùng khung cảnh núi rừng nên thơ hay những giây phút ngồi tựa lưng câu cá thư thái dưới bóng cây Lộc Vườn 100 tuổi. Một nơi nghỉ dưỡng thật tuyệt vời cho những người bạn tâm giao. Lộc Vườn Resort không chỉ là điểm đến nghỉ dưỡng lý tưởng mà còn là nơi kết nối tâm hồn với vẻ đẹp của núi rừng xanh biếc, nơi bạn sẽ tìm thấy sự yên bình, sự thoải mái và những trải nghiệm khó quên.